À, bây giờ thì trời đang mưa, mình với Tâm đang đi về Kiên Giang. Thì tụi mình đi đường tắt, cái đường này nó nhỏ à. Đoạn đường này chắc đi cỡ 1 tiếng mấy mới tới. Rồi tiếp tục lên đường thôi. Trời mưa đi rất là cực khổ. Đó nhà thờ đó. Trời gì á. Nhà thờ thôi. Còn cái núi bên đây hình như là Tà Bà. Ấp cây quéo ở đây là thuộc về dòng ghiền Kiên Giang hả? À, dòng ghiền Kiên Giang. Mình với lại Tâm là đi mắc mưa từ nhà tới trường, từ điểm đến tới điểm đi, từ điểm đi tới điểm đến luôn. Mới xuống tới chỗ nhà của bên bạn mình ở đây. Ở đây chủ yếu người ta di chuyển bằng đường sông, bằng chiếc vỏ lãi hay gọi là tắt gán gì đó. Ngày xưa thì đường đi rất là khó khăn, nhưng mà sau này đường người ta cũng làm nhiều rồi, nhưng mà người ta vẫn còn thói quen đi vỏ lãi tắt gán. Ở đây có trồng mấy cây dừa siêu trái mới chút xíu rồi nó đã có trái rồi.
Cái thằng đệ tử mình đó thì nhà nhà ba má nó thì ở Tiền Giang, bữa mình có đi qua vườn trái cây bên nhà ba má nó. Còn nó thì ở An Giang, còn nhà vợ nó thì ở Kiên Giang. Hôm nay mình đang ở bên nhà bên em vợ nó. Chà đó, chà đó. Chà gì? Phương hàng đó. Chả nó mới mua cây trà xanh luôn. Trà bó xanh gì đúng không? Cây trà nó còn sống á, mình mua về mình trồng á. Này ngồi không dám nhúc nhích nè. Gạ nó lên luôn. Gạ nó chỗ lúa. Chỗ lúa khó đẩy. Cái này có cá mè nó khoái ăn lắm à. Đâu. Đúng rồi. Tính ra nó không giá trị bằng đó đâu. Đúng rồi, bây giờ chỉ dạng giờ đúng không? Chỉ dạng đó. Bây giờ cây á. Ừ. Cây giờ không bằng nữa, cây giờ ba mấy triệu mua được không cũng đâu. Ừ. Sạch này nè, bá chanh mới ngon hơn sạch kia, nó không. Ừ. Rồi. Đó vô đây chứ. Cái sạc màu đẹp ghê. Mới vô rồi đắm mưa nó bỏ đi văng luôn. Đây hồi mình văng đâu chứ. À. Mưa đó. Đó, nó sạc mặt dưới đó. Ồ. Ồ, chặt đẹp nữa. Anh để thao đi, không thấy đâu. Tôm tôm có cái sạch cho mày ăn rồi nè tôm. Đó cái gô kìa. Có lý à. Cái lý à. Vì mưa này có lý à. Đây. Một em nữa. Ba. Ồ. Cái gô này nó ngon. Ừ. Cái lúa thắng mự nó bự thiệt chứ nó xương không à. Này có trứng á. Thu hoạch. Mấy cái con rồi. Không có điếm mày ơi, nhóc giờ rồi không có điếm. Cái sặc ở đây cái sặc phướng không à. Con này cái sặc này giờ mới có sặc kia không? Cái gì? Cái gì vậy? Mấy chậu. Ôi. Mấy chậu mày tái ăn ngon lắm á cu. Ngon rồi. Thiệt. À. Nước trong mình thấy cá xem ha. Tao bắt hết rồi. Mày sao mày mặc áo có màu giống áo tao quá Tâm. Nó đi ruộng mặc áo chi nổi cái gì. Nên là không có bò, có bò chạy thấy mẹ rồi. Bò ở trong được thấy bà. Ừ.
sạch này là cái thịt nó trắng hơn cái sạch kia. Ừ. Cái rô. Ô. Ồ, cái rô ngon kìa. Cái rô này cái sạc nó vô nó chết rồi. Cái này là trời thương tối ông đó. Nói ông thương là ông là mưa cho tôi ông đi lấy. Tao tới 5 cái áo lần. Quần không có chứ áo tới 5 cái. Ê mày thấy tao đứng hay không Tâm? Tay tay bên đó, tay ngang đó, tay. Vậy vậy đi dở tay kia đi. Dở thái ra ha. Cái chê hả? Ừ. Cái rô này kho tổ ăn cũng nhức nách luôn. Cá chê, cá chê. Có được một con cá chê. Ồ, cá chê vàng luôn. Ôi, 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 ôi. Cái rô chà bá lửa. Cá đó nướng mới đạt. Nó dính về tháo hư lưới hết. Đấy, ra đâu. Nửa tháng 10 á. Tháng 10 âm lịch đó hả? Ừ. Mình khách biết à. Quá trời. Wow. Trời mưa cái rô nó đi. À. Một cái sạch nè. Thì mình thấy gì đó ông. Mưa là ông hên ông rồi đó ông trên đây. Mưa tôi nhăn lướt liền chứ. Tại vì mình xui mà nó hên đúng không? Ờ, xui mà hên. Ủa, quá trời đã. Dầm mà dầm mưa, dầm mưa từ trên xuống. Khách biết không nè. Ồ. Đồng không đó. Đồng không đó. Cá lóc nhận lưới không dính đâu. Kêu nhỏ em nó kho tổ cho mang. Hên lắm mới dính. Rồi đại đi, cái gách có sao đâu. Nó bự hơn cái lưới. Cái lưới kia lỏng nữa hả? Lỏng nữa cái này. Bắt gì bỏ bọc đi. Mày rảnh. Thì em tới chợ nó còn sống. Chợ tới rảnh tôi quá. Ủa này nó nhỏ cái xuồng cưa làm hai phải không? Đây. Trời ơi, không tại nè. Xuồng cưa làm hai. Mày. Quá cái gù quá bự nữa. Ô trời ơi. Trời ơi. Cái gù mề không. Cái gù này là có tổ là còn như bàn cố nữa. Dạ. Cái gù này mới ngon. Ừ. Mới lên là cá gù mập hết. Ngồi chiếc xuồng cắt làm hai hả Tâm? Ừ. Mày tao nói mày tệ ăn giờ ăn đậu vậy. Nhà nó ở. Làm hai rồi lấy đồ chép lại. Ý là nhà mày ở cái máy sông đó nha. Mày ở trên bờ tao không biết sao à. Chết rồi. Thôi. Cá gồ, cá gì đi luôn rồi. Có gì tối à mấy anh em đi. Cá trà vinh. Có cá vinh đâu? Trà vinh. Giá ngoài ăn ba cái vậy. Cái gồ tiếp. Ồ, hôm nay vô độ cá gồ rồi. Được xô. Cá gồ rồi. Cá gồ này sư phụ nướng ha, là không còn gì bằng nữa sư phụ. Nướng hả? Thầy bố. Vài con nước hàng quá lên nước hàng á, ngon lắm. Có biết nướng trong á. Thôi. Không phòng đủ quốc mình tỉnh. Chiều hồi chiều lâu ở nhà luôn.
ở nhà người ta luộc vịt xác tôi từ từ đi. Cá gì đây? Ồ, đây cái gô chà bá. Vịt ăn thả rồi hả, vịt ăn. Thả trong đây không cho nó ăn cũng lạ. Cái gì đây? Cái sạc. Cái gì? Chấm 7. Về xong ăn cá gì động ăn cua. Quá trời đã cái luôn rồi. Nữa, sát bên luôn đằng kia nữa. Hai tay là thấy là no rồi đó. Không ăn mắm nêm. Không tới nó nhậu luôn rồi. Nó nhậu luôn. Nó nhậu rồi luôn á. Ngồi nhậu luôn. Ngồi luôn. Quá trời gạo găm ngon luôn các bạn ơi. Trong một lúc mình đi giả lưới với mấy đứa em thì thu nhập được bao nhiêu cá rô với cá sặc. Cá rô quá trời đã luôn. Này nướng hoặc là kho tộ là sướng. Cá sặc. Sớm mình mua mấy tờ? Mua 2 tờ, trả 30. Mua cái này đòi đúng số chứ. Số này không mua ba vợ. Mắm nêm. Nghe cái mùi này thèm rồi. Không thấy nó tỏi hết thêm. Cái rô này là bao ngọt luôn á. Đây cái đường, nhiều ngọt. mới bắt lên kho liền. Băm hết ngon vừa phải. Làm ăn là bao ngọt. Nước suối đó là không xa là nữa. Ăn suối đó. Mình làm một có bình cháy với mày. Dạ. Bình cháy. Thiết ý ha.
Đâu qua Vĩnh Long là hai ăn cơm cháy. Cơm cháy khô quẹt. Cái này là đặc sản miền Tây. Sản miền Tây đó. Hột vịt. Hột vịt, hột vịt ung. Nổ rồi. Ngon không? Hả? Ăn nó ngon không? Nó ăn như con cá bóng bú vậy đó. Cắm trụ ra. Như con cá bóng bú vậy đó. Vô. À mời cả nhà mình dùng cái món cái ăn nó giống cái như cá tổ. Gù này dữ á. Ở ngủ vô thiệt là say rồi đủ mà thức vậy mà quất thức vừa vô là đi nhà thương à. Đi không kẹp á. Dạ. Ăn này no rồi nằm giống tối rồi nữa luôn sao. No giống gì tối rồi bộ. Cái gô kho tộ rồi cái gô chiên. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Tiếp tục cuộc hành trình mà trời thì nó đang thù lù luôn rồi các bạn ơi.